vị và các bạn, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người bị nhiễm HIV/AIDS và những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là một trong những thông điệp được truyền thông mạnh mẽ trong tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay. Tuy nhiên, sự kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS đến nay vẫn còn rất nặng nề. Nhiều người thậm chí còn bị phân biệt đối xử, bị hắc hủi xua đuổi, không có cơ hội hòa nhập cộng đồng khi bị phát hiện nhiễm HIV/AIDS. Nhiều người bị nhiễm HIV/AIDS nhưng không biết bản thân mình đang bị nhiễm bệnh. Thậm chí có những người đã bị bệnh gần chục năm nay nhưng không dám công khai bệnh tình của mình bởi vì họ lo sợ sự ghẻ lạnh của xã hội và cộng đồng. Tất nhiên là không dám công khai rồi. Nhưng mà thật sự mình nói thẳng luôn, ở Đà Nẵng này vẫn chưa là bình thường. Người ta vẫn còn phân biệt kỳ thị lắm. Bởi vì nếu như bây giờ mà cũng giống như bây giờ mình đi ra mình xin việc làm, mà nếu như mà vô tình người ta biết mình bị nhiễm HIV á, thì là xung quanh mình những cái ánh mắt và những cái hành động á sẽ làm cho mình khó có thể vượt qua được. Xa lánh, xua đuổi và thậm chí là miệt thị từ những người xung quanh đã khiến những người nhiễm HIV/AIDS tại đây không dám tiết lộ danh tính. Người đàn ông này đã vượt qua mặc cảm bệnh tật để tham gia vào câu lạc bộ đồng đẳng giúp đỡ và tư vấn cho những người nhiễm HIV/AIDS tại thành phố Đà Nẵng. Vì dám công khai danh tính nên anh đã phải chuyển nhà tới gần 70 lần. Vì cứ thuê nhà ở đâu thì anh bị người dân, thậm chí cả chính quyền địa phương đều tìm cách xua đuổi. Những người mà họ trí thức họ kém, họ hoặc là họ không muốn hiểu thì là họ sẽ đặt vấn đề nặng lên. Và những người họ nhiễm thì là họ không muốn lộ danh tính, là cái chuyện kỳ họ kỳ thị là bình thường thôi. Đấy, vì họ cũng hiểu ra rồi và họ cũng đi làm cái công tác này là họ cũng muốn xóa bỏ rồi. Nhưng mà nói chung là xóa bỏ thì như mình nói ngay cái là bắt họ lộ ngay thì cũng không được. Mình phải có từng bước từ từ. Ví dụ mình trong bao nhiêu năm, 1, 2 năm hay là cần thiết là 3, 5 năm. Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương hỗ trợ hiệu quả thuốc điều trị ARV, thuốc kháng virus HIV cho những người nhiễm HIV và mô hình cai nghiện methadone trong cộng đồng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của những người làm công tác dự phòng ở đây lại chính là sự kỳ thị với người nhiễm HIV của người dân còn quá lớn. Riêng cái vấn đề mà cái kỳ thị trong cộng đồng đối với người nhiễm HIV, đây là cái điều cần nặng bạn gái. Thực chất do chúng ta tuyên truyền rất là nhiều kênh, từ tuyên truyền gián tiếp, thông điệp có, thậm chí tuyên truyền trực tiếp, nhưng mà dưới cái nhận thức của cộng đồng, nhận thức hiểu về HIV thì rất là nhiều, nhưng hiểu đúng hiểu đủ thực chất là chưa được cao. Sở dĩ vì hiểu chưa đúng chưa đủ cho sâu sắc về HIV, do đó cái vấn đề phân biệt đối xử trong người nhiễm HIV trong cộng đồng còn khá cao. Với công nghệ trồng trong nhà kính, các yếu tố sinh trưởng cây khi ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nước, dinh dưỡng được kiểm soát nhằm cung cấp điều kiện tối ưu giúp cây sinh trưởng, phát triển nhanh, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. Vì vậy, trồng rau thủy canh có thể...